em bị mụn khoảng 5 tháng trước đây. Thường xuất hiện là mụn mủ và mụn ẩn. Mụn thường xuất hiện ở hai bên gò má và trên trán. Trước đây em có lên mạng tìm hiểu về các sản phẩm tự bôi thuốc điều trị tại nhà và em đã tự mua về để bôi. Nhưng một khoảng thời gian em thấy mụn của em không có tiến triển mà còn xuất hiện nhiều hơn. Mẹ em thấy xuất hiện nhiều mụn nên đã dẫn em đến phòng khám Thiên Trường. Vì trước đây mẹ cũng đã từng điều trị nám ở đây và mẹ thấy rất là hiệu quả. Khi đến phòng khám, các bác sĩ tư vấn cho em rất là nhiệt tình và bác sĩ kết luận nguyên nhân về tình trạng mụn của em là do hay thức khuya, do ăn đồ cay nóng, sử dụng các sản phẩm điều trị mụn sai cách. Em điều trị ở đây cũng đã được khoảng 2 tháng nay và em thấy da em đã căng bóng, sáng mịn và hồi phục được khoảng 80-90% so với ban đầu. Em cảm ơn phòng khám rất là nhiều.